Xin kính chào quý vị và các bạn. Được 2 ngày nắng ráo nữa rồi sau đó thời tiết Trung Bộ sẽ chuyển mưa. Đợt mưa này cũng sẽ có những điểm mưa vừa mưa to. Còn riêng với Tây Nguyên thì một tuần tới trạng thái chủ đạo sẽ là nắng, về chiều tối khả năng một vài nơi sẽ có mưa. Ngay trong ngày mai thì hầu khắp miền Trung vẫn sẽ có một ngày nắng ráo, mưa có chăng thì chỉ xảy ra một vài nơi cục bộ vào khoảng thời gian chiều tối. Nhiệt độ tại các thành phố phía Bắc như là Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới hay là Huế sẽ ở mức là từ 22 đến 25 độ. Còn với các thành phố ở khu vực phía Nam như là Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang hay là Phan Thiết sẽ là từ 26 đến 29 độ, trời mát mẻ dễ chịu. Nắng ấm thì sẽ duy trì tại Hà Tĩnh trong 2 ngày, đó là thứ 5 và thứ 6. Đến chiều tối của ngày thứ 7 khi mà có không khí lạnh về thì mưa sẽ xuất hiện. Các ngày sau đó thì trời sẽ nhiều mây, âm u và mưa sẽ xuất hiện ngắt quãng. Khả năng là cục bộ sẽ có lúc có mưa vừa kèm dông. Trong những ngày này thì sẽ lạnh rõ, thậm chí là vào ngày thứ 2 hay là thứ 3, mức nhiệt còn giảm xuống chỉ là từ 17 đến 19 độ, về đêm là 13 đến 14 độ. Còn ở phía Nam, miền Trung như là tại Đà Nẵng, xu hướng thời tiết một tuần tới cũng khá là tương đồng. Hai ngày đầu thì sẽ có nắng, còn những ngày sau đó thì sẽ có mưa. Lưu ý là sẽ có lúc có mưa rào nặng hạt kèm theo dông và gió mạnh. Những ngày mưa nhiều thì nhiệt độ cũng giảm xuống, chỉ còn là từ 23 đến 26 độ, cảm giác hơi se se lạnh. Với khu vực Tây Nguyên, ngày mai vẫn sẽ có những cơn mưa trái mùa, nhưng chủ yếu là chỉ xuất hiện ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên. Tuy nhiên thì lượng mưa không quá lớn, ít điểm có mưa to. Trước đó thì từ sáng đến chiều trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay là Giang Nghĩa sẽ phổ biến là từ 26 đến 29 độ. Mưa trái mùa sẽ xuất hiện ở Đắk Nông về chiều tối của 2 ngày tới, các ngày sau đó thì trời hoàn toàn tạnh ráo, nắng sẽ xuất hiện liên tục 8 đến 9 tiếng trong ngày. Dù vậy nhưng mà không khí ở đây vẫn khá là mát mẻ, ban ngày chỉ là từ 25 đến 29 độ, về đêm thì khá rét 19 đến 20 độ. Tương tự như ở Tây Nguyên, tại Nam Bộ thì cũng đang trong thời tiết mà có mưa trái mùa. Với thành phố Hồ Chí Minh, mưa có thể xuất hiện từ thứ 5 kéo dài đến thứ 7 của cuối tuần này. Các ngày sau đó thì mưa sẽ dứt và trời sẽ còn nắng, tạnh ráo hoàn toàn. Nhiệt độ thì không thay đổi nhiều, cao nhất các ngày phổ biến là từ 31 đến 33 độ. Trở ra đến miền Bắc, thành phố Hà Nội một tuần tới phổ biến sẽ là nắng, ngoại trừ chỉ có thứ 7 đến chủ nhật và thứ 2 của tuần sau là trời nhiều mây âm u và sẽ có mưa rào nhẹ khi mà không khí lạnh về. Về nhiệt độ thì sau khi có không khí lạnh sẽ giảm xuống, chỉ còn là từ 18 đến 20 độ thôi. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số các thành phố du lịch khác trên cả nước.